mình cho lòng trứng trắng vô luôn cả nhà. Cơm vô luôn cả nhà ơi. Đâu mình là cho nguyên liệu vô cả nhà nha. Hấp dẫn luôn cả nhà ơi. Cả nhà thấy ngon hấp dẫn, cả nhà hãy like cho mình nha và đăng ký kênh ủng hộ mình nha cả nhà. Hello, chào cả nhà nha. Mình làm cơm chiều nha cả nhà, cơm chiên trứng thập cẩm nha cả nhà. Mình làm món cơm chiên trứng thập cẩm nha cả nhà, có hai quả trứng nha cả nhà, chả lụa nè, xúc xích nè, cà rốt nè, hành nè, đậu que nè cả nhà. Bắt đầu mình tiến hành mình làm cơm chiều nha cả nhà. Bắt đầu mình tiến hành mình làm cả nhà. Mình ở nhà có hai ông cháu cả nhà ấy. Lần đầu tiên mình nấu cơm chiên trứng thập cẩm nha cả nhà. Không biết mình nấu ngon hay không nha cả nhà. Lần đầu tiên mình nấu á. Xong rồi, xong cả nhà ấy. Tới đậu mình sắc khúc khúc luôn rồi cả nhà.
xong một món nha cả nhà. Xong cả nhà, còn hành lá nữa là xong cả nhà. Hành lá mình chỉ lấy lá thôi cả nhà ơi. Trứng này mình đập ra chén luôn cả nhà. Cả nhà xem hấp dẫn chưa cả nhà? Bắt đầu mà mình trộn cơm với trứng nha cả nhà. Tách ra mình chỉ lấy trong đỏ thôi cả nhà ơi. Rồi mình trộn cơm cả nhà. Trộn cho đều cả nhà ơi. Mình trộn xong nha cả nhà. Rồi tiến hành mình chiên nha cả nhà. Đầu mình đổ dầu vô mình chiên cơm cả nhà. Mình cho lòng trứng trắng vô luôn cả nhà.
cho cơm vô luôn cả nhà ơi. Đầu mình nêm nếm nha, gia vị nha cả nhà. Mình cho một muỗng hạt nêm cả nhà. Một muỗng bột ngọt nha cả nhà. Cực kỳ ngon cả nhà. Bảo đảm cả nhà ăn là ghiền luôn cả nhà, cực kỳ ngon luôn. Mình cho một muỗng nước mắm cả nhà cho nó thơm cả nhà. Wow, thơm phức. Rồi mình cho nguyên liệu vô cả nhà nha. Wow, hấp dẫn luôn cả nhà ơi. Cả nhà thấy ngon hấp dẫn, cả nhà hãy like cho mình nha. Và đăng ký kênh ủng hộ mình nha cả nhà. Cơm chiên trứng thập cẩm của mình cũng đã chín rồi cả nhà ơi. Cả nhà xem hấp dẫn là cả nhà. Cực kỳ ngon luôn cả nhà ơi. Mình cho ra dĩa cả nhà. Wow, cực kỳ ngon cả nhà ơi. Hấp dẫn luôn cả nhà. Mời cả nhà cùng thưởng thức cơm chiên trứng thập cẩm với mình nha cả nhà. Mời cả nhà nha. Cực kỳ ngon cả nhà. Chiều nay cháu mình đi chơi cả nhà. Bảo đảm cả nhà làm theo cách của mình ăn cực kỳ ngon cả nhà. Siêu ngon luôn cả nhà ơi. Lần đầu tiên mình làm cơm chiên trứng thập cẩm nha cả nhà. Phải nói là cực kỳ ngon luôn. Cô chú anh chị các bạn nào thấy ngon và hấp dẫn hãy like cho mình nha cả nhà và đăng ký kênh ủng hộ mình cả nhà. Lần đầu tiên mình nấu món này cũng rất là ngon cả nhà ơi. Phải nói là cực kỳ ngon.
Chắc có lẽ là mình tạm dừng video ở đây. Cả nhà ơi, mình xin chúc cả nhà mình một ngày mới thật là an lành, hạnh phúc nha. Chào cả nhà nha.